trước khi sử dụng sản phẩm ấy thì da của mình thường độ lắm rất là nhiều và dày, nhưng mà sau khi mình sử dụng sản phẩm thì mình cảm nhận được là da mình nó bớt lắm và cũng như là cái độ sáng cũng nhiều hơn. Cho nên là mình hy vọng là khi mà có đại lý tại đây thì mình sẽ được hướng dẫn sử dụng và sử dụng cái sản phẩm nó hiệu quả hơn. Mang sắc đẹp đến cho mọi người.